Đây gì trận trời trận đây Nam mô A Di Phật. Tới. Đi. Chào cả nhà, chào nhà quay lại với kênh La Broad cả nhà ơi. Chào cả nhà quay lại kênh Sân Ma TV cả nhà ơi. Hai thằng bữa nay đi không biết nhiêu trăm cây số gì biết mà đi. Đi vòng xong trở lại cái chỗ cũ. Ngoại cái hoài trời. Cái chỗ mà hai cậu cháu đáng lẽ là tính là không có đến nữa đó. Nhớ bữa không? Bị treo cổ. Hai thằng siết hàng dính như không hiểu. Không hiểu cái thế lực tâm linh thật sự mà nói không thể nào mà tưởng tượng được là tự nhiên hai thằng đứng nói chung không gần nhau lắm đâu, cách hai cậu cháu cách nhau khoảng chừng hai thước, nhưng mà hai thằng giống như có cái gì nó ghì lại dính nhau xong rồi nó có cái cọng dây nó buộc vô cổ luôn. Thì hôm nay hai cậu cháu con đang trở lại cái ngôi nhà mà người vợ treo cổ ở trong ngôi nhà đó mọi người. Thì ở lần trước thì chắc cả nhà xem cũng đã rõ rồi. Thì trong ngôi nhà thì có một cái vong linh giống như là cái gì đó, một cục đỏ chát à. Và sau đó thì lại có nhiều tiếng em bé mà kêu ba đó. Thì đến lúc cuối cùng thì hai cháu thì bị cái vấn đề đó xảy ra thì cam tắt rồi, không có quay được đó. Thì cũng rất là tiếc cái đoạn video đó. Thì rất là nhiều người xem, cô chú anh chị cũng giống như là tiếc cái đoạn mà không quay được cảnh đó đó. Nhưng thật sự mình đâu có muốn được đó chứ cả. Con tiếc dữ nữa. Những cái đoạn đó thật sự mà nói là đoạn tụi con còn thật sự rất cần những cái đoạn đó để cho cả nhà mình thấy những cái điều mà nó xảy ra. Cái điều đó là bắt đi rồi con với Tú cứ tức, nhưng mà cả nhà thấy lúc này cái này sao không biết. Bị hoài luôn. Hết chỗ này bị tới chỗ kia bị hai cậu cháu. Mà hầu như nha, tàn ở trong nhà quan và vào ngày không. Mà máy mày có trường hợp này không? Máy tao có trường hợp này nè. Video mình không có trường hợp này nè, video dài chỉ 5-10 phút, nhưng cái đoạn cuối nó bị có âm thanh mà không có hình. Mày có bị không? Có hoài vậy, đôi khi có hình không có âm thanh luôn. Ừ, không hiểu. Hình âm thanh mình nó lỗi mít không có, còn này có âm thanh mà không có hình. Ừ. Cái đó mới tức. Bởi vậy. Mà những cái đoạn là thường về là gọi là nó, mình nghĩ là nó sẽ rất là hay. Kiểu như là những cái đoạn đó là những cái phân cảnh mà cái nhà mình cần phải xem để biết thêm về cái thế giới tâm linh như thế nào. Và thật tiếc đó là khi mà mình đến mức độ đó thì lại nó bị cái vấn đề xảy ra. Đôi khi đang quay nó tắt ngang. Nhiều điều. Mà cái nhà biết rồi, điện thoại thì mình bấm nó mới tắt. Còn đơn không làm sao tắt được. Phải có tác động gì đó. Nhưng mà cái điện thoại này nha, điện thoại quay nó có một cái điều gì đó khi mà quay ban đêm á. Chỗ nào mà có tâm linh mạnh là cái camera mình xem nó bị có sập. Đúng rồi. Nó sẽ rập rằng. Nhưng mà bình thường quay không có. Nhưng mà mình đến những cái nơi tâm linh đầu nó sập ngang giống như là cái giận sóng nó chạy lên như này. Chạy một hồi là nó đậm lên luôn, mắt tiêu luôn. Tôi không thấy gì nữa. Bình thường nó có hồ sơ nhỏ. Rồi đến mức độ mà nó quá nhiều ở đầu nó. Nó đưa một về để giống như là còn tiếng mà không có hình nữa. Thì bị nhiều lắm nhưng mà đa phần là những cái trường hợp đó nó xảy ra những cái lúc mà gọi là cái thế lực tâm linh mạnh nhất hay sao. Ừ. Như họ cũng tác động giống như là họ biết mình đang ghi hình hay thế nào thì không biết nha. Cái đó thì mình không có chắc. Nhưng mà tại sao trong khi đó những cái lúc trước đó là mình vẫn quay bình thường, mình vẫn thấy họ. Nhưng mà đôi khi có thể là mình đã quay trúng một cái điều gì đó mà họ cho mình thấy. Giống như là gặp giống như là cái vong này thì họ cho thấy, nhưng vong khác họ không cho thấy. Họ muốn làm cái gì đó nên mình mới quay được.
thì nói chung về tâm linh thật sự á, nếu mà nói về mà phân, nếu mà lý giải cái chắc tới tới mốt chưa xong gì danh nhà vậy đó, tiếng cười thì cô cháu con đang ngồi nè cả nhà, phía sau lưng là ngôi nhà đó, đi thẳng lên chở anh chút nữa chưa đây, tới đây chạy khoảng 100 mét á, ừ cỡ đó khoảng 100 mét á, thì ở ngoài nhìn vô cái nhà không thấy đâu, không còn không thấy cái nhà, tại vì cây có trước cửa nhà thì mọi người đã thấy rồi là nó tùm dữ lắm, rất là khó thấy ngôi nhà. Thì hầu như mấy hôm nay cô cháu đi quay ban ngày vào những cái nhà hoang cả nhà, thì rất là nhiều gặp những tình huống và từ tình rất là tiếc những cái phân đoạn mà nó rất là hay mà nó mắc mà cũng kiểu như là do cái máy hay là do tác động tâm linh thì thật sự mình không dám chắc, nhưng mà cái máy tự nhiên tắt ngang cái nhà thấy, thì ví dụ như đang quay bình thường mà không có điều gì thì đâu có tắt đâu đúng không, giống như ngồi chờ thì nó tắt đi, nó không mắc cái lúc những cái lúc như vậy. Ừ. Nó vẫn quay bình thường cả nhà. Ừ. Khi mà cái lúc là cậu cháu quay nhìn cái máy vẫn chạy bình thường. Ừ. Nhưng mà về coi lại thì nó có tiếng mà. Ừ. Không thấy người đâu, không có video luôn. Ừ, hoặc là mất luôn cái video đó, mất luôn. Bởi vì nhiều khúc mình quay mà sao cái nhà coi sao, ủa sao mất khúc tiêu trơn cái này kia, là lý do là cái tình trạng đó. Mà bây giờ không lẽ giờ mất khúc này mà con không đăng lên đó, thì cái nhà cũng đâu có thấy được cái cảnh nó như thế nào đúng không? Còn có nhiều trường hợp là bị chồng đó, có nghe video cũ. Ừ. Gắn cái chồng cái tiếng cái video mới cũ lộn xộn nhau, nó bị vô đó chưa? Thì, bị vô đó cũng nhiều lần. Bị chồng. Anh nghĩa là video cũ mình kim cắt mình đưa lên cái chỗ cắt mình cắt, còn mình để video có nghĩa là mấy cái mới cái cũ á, mấy cái dài mình cắt hết. Ừ. Còn mấy cái ngắn á, nó còn nhỏ nhỏ trong á. À. Cho mình chồng lên cái ẩn như chồng á mà nó không thấy hình, nghe tiếng nè. À. Có nhiều người nói ủa sao mà nghe tiếng của ai chổng này nọ, hoặc là nghe tiếng nói chuyện gì này nọ, nhưng mà nhiều khi nó bị chồng video lên do mình cắt mà còn sót lại mấy cái phân đoạn nhỏ xíu á. Ừ. Cũng như 1-2 giây được á. Ừ. Là tự nhiên hai này nói chuyện thêm, có hai khách nói chuyện như nữa, thành ra là đó bị chồng. Cái đó là do lỗi mình nhưng mà do tâm linh. Thôi cả nhà thì Lộc Đô cũng mời quý cô chú anh chị trở lại nơi đây để xem hôm nay như nào, mà con mong rằng hôm nay tụi con sẽ quay thấy những điều mà tụi con mong muốn, chứ không phải mà xui rủi mà gặp những điều không may mà đến nỗi mà không có giống như lần trước. Lần trước nữa là thật sự cũng rất là buồn. Thôi cả nhà già cô cháu đi đến ngôi nhà, mời cả nhà đi cùng con nghe cả nhà. Đi cả nhà. Đi được không? Thì cả nhà thì bây giờ ngôi nhà thì trước mặt rồi, tại vì cô cháu đi cũng đi lên gần gần xíu. Chứ xa quá thì mọi người sẽ bị kiểu như đi xa cả nhà. Đi xa cũng quá. Đi xa. Cũng bị đi xa nè. Thì ở đây nhìn người thấy ngôi nhà nè. Cả nhà thấy phức phía trong đó. Cũng chưa thấy rõ đâu, phức dữ lắm, nhà phức lắm. Không có con đường mà hầu như hai cô cháu. Cái gì? Không có nhang nữa. Ừ, bị khùng bị điên gì vậy trời. Ừ. Sao xui khiến sao á? Giờ vô trước đi, tôi đi lấy nhang cho. Nữa hả? Để tao đi. Xong rồi hồi hôm qua cũng vậy, bữa nay cũng vậy. Thì cả nhà bây giờ cả nhà đi cùng con vào trong, thì đây thì ở ngoài nhìn vào thì trước nhà này có một hàng cái nốt, nhưng mà người ta hạ một cây không biết lý do gì mà người ta hạ một cây rồi. Ôi. Ôi tăng. Bây giờ cả nhà đi cùng con vào trong, mong rằng một mình vô nó không có chuyện gì chứ gì chứ cả nhà. Ở đây cũng có cái nốt nó chết rồi. Ủa. Cái cây này nhìn giống người nằm quá. Nam mô A Di Đà Phật. Đi vào trong con cả nhà. Có ai trong nhà không vậy? Ủa? Trời. Chú ơi. Đây. Cái gì đây là? Nam mô A Di Đà Phật. Con nên nhờ tới đây là bắt đầu thấy cái này. Để con đẩy cái máy này đi trong thử cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa? Nam mô gì đâu Phật, có ai trong nhà không vậy? Dạ
Cho con hỏi ai trong đó vậy hả? Có phải là gia chủ ở đây không ạ? Nếu mà ở đây con có con xin phép. Dạ con chào ông chủ nhà này không? Ông ơi. Ông. Ông ơi. Mày lên cho tới tú. Mày đi lâu chứ trời. Ngủ với luôn hay vậy? Coi nha. Có ông lão. Ông lão đi vô trong. Thấy có gàng mà. Ông ơi, con cho con hỏi chút việc không? Ông ơi, gì? Ủa bình nước trà. Ủa, quỷ đâu đi đâu dưới trời? Còn mày đâu rồi? Gì trời? Cái nhà tuấn đi đâu biết rồi. Cái nhà nhìn phía trong hình như có cái dáng người hay gì đúng không? Còn mày đâu rồi? Đây dưới cũng quan trăm thước đi dưới trời. Nam mô Di Phật. Con cầu Phật tổ Phật thầy chư quan cụ thần chư vị sơn thần chư vị đất đai nhân trạch ở đây. Khoái cái nhà. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Ông bà gì ơi, thì hôm nay sợ ta. ơi cả nhà ơi, thú đi đâu tiêu chạy có mình đây. Sao mày làm gì lâu vậy? Vậy Làm gì lâu vậy? nó nhăn bánh cậy lắm chứ Bả chồng kìa, hôm nay mày xuất hiện rõ ràng luôn rồi. bà nào Bà nào nữa, mày hỏi bà nào nữa? cào đỏ ra Ừ, đang có chồng kìa, mày vô luôn đi. Vô. Tao có chạy mình. chạy cũng chết luôn Cũng đâu có xa lắm đâu, mày đi lâu vậy? tự nằm tôi môi móc từ miếng á môi gì thật Phía trong á, phía trong á. rõ ràng luôn à. Rõ ràng đứng nguyên người luôn, thấy rõ ràng tay chân đầy đủ, Thật thật thật. bỏ nguyên cục trong đỏ đờm đúng không? Ừ. Có người đàn ông nghe, có một người đàn ông già, cái lưng gồm đi ăn là lưng gù á, mới vô là thấy đi vô trong, Mô về Phật. Thì con xin chào các vong linh trong ngôi nhắm nhà vô này nhắm vô cũng như nhìn là nhắm đại nhân vật của thần địa ở đây. Hôm nay cậu cháu con đến đây có một ít lòng thành muốn cúng lên cho quý ngài. Nếu mà quý ngài có ở trong ngôi nhà này thì linh thiêng hiện thân cho con thấy và đúng không, đúng không, là để cho cả nhà thấy cái nữa ghê trời. đổ lồn luôn. Kìa, cả nhà thấy chưa? Mình phải con chào bà. Có một ông đàn ông nữa. Bà ơi, thì hôm trước hai cậu cháu có đến đây cũng có được diện kiến bà, nhưng mà chưa kịp cúng bái cũng như là muốn giao tiếp với bà mà chưa kịp nữa. Hôm nay thì hai cậu cháu quyết tâm là trở lại, mong rằng là có thể tiếp xúc và cũng như là cúng kiến cho bà một ít lễ vật. Mong rằng là bà có thể nhận được. Ê, 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 cái gì? Cái gì?
trời, có sao? Thẳng dưới trời. Nè chú. Ê, cái bông. Sao? Bấm tắt mà lại đi. Được không? Tắt thở luôn anh em. Đâu rồi? Nó tiêu rồi. Nó mối gì đó Phật. Có gì đó không? Tôi thấy cái giọng đang đưa không đưa kìa. Ê, hôm trước là để gặp ở chổi đâu? Không đấy. Hình như là không có. Ra mới vậy? Đặt máy đi vô đây nè. Công nhận cái gì nó xiết cần cổ đau dữ dằn lắm trời. Bà này nếu mà nói bà dữ thì không thua gì những nơi trước mình đến đâu. Dữ hơn người ta khác. Mà cả nhà thấy bà đứng đây nè. Mà hôm đó là bà mặc ngoài cũng là cái đồ đó. Đâu trời. Cái gì? Tiếng gì thôi. Cái gì? Nghe có tiếng bước đi đúng không? Nam mô A Di Đà Phật thưa bà ơi. Trước khi con vào nhà này cũng khấn vái cho bà hiểu được là cái tâm nguyện tụi con đến đây để làm gì. Mục đích là để giúp đỡ. Ít nhất thì cũng cúng cho bà được một buổi đồ cúng để cho bà hưởng được cái hương hoa. Chứ tụi con đến đây cũng không có ý gì xấu. Mong bà cũng mới vô mà áp lực quá áp lực. Đấy. Mày sao? Sau lưng mẹ. Sau lưng mày đó. Nghe tiếng sau lưng á. Nghe không? Bên ngoài hay vậy. Gì nữa trời? Mày sao vậy? Gì? Cái này gỡ cái này nè. Sao mà gỡ được? Nó dính chùm vậy sao gỡ? Đây. Sao kỳ ta? Tôi đứng đây. Ê. Giống như tôi bị mơ hồ sao tôi những cái tôi giật mình bị cái đây quắn cổ rồi. Nghe cái tiếng mà nói thì ra ngoài không thấy gì hết. Ở đây có mấy lò than này, có ai ở đây nấu cơm nước sao? Nè. Lâu rồi. Ê ê ê. Ê. Ah.
Dính dính ngắt vậy trời. Dính ngắt đi. Nhà thấy không? Chỉ có một dách, dách như thế này mà quay cái liền mà không thấy. Cố tình để cho cả nhà thấy nó mà không được. Áp lực thiệt kia. Những cái ngôi nhà này thì... Ủa? Cái gì? Mấy nhà tôi đốt ở đâu tiêu ta? Dưới chân kìa. Tắt 2 cây. Tụi con thì đi từ xa đến đây thì cũng có một ít bánh nhang đèn muốn gửi đến bà. Muốn cúng cho bà, muốn giúp đỡ cho bà. Mà bây giờ rắc ở đâu? Trong phòng hả? Đâu phía sau. Đâu phía sau. Đúng chưa? Ủa? Đâu à? Tức quá tức. Ông có ông lão nữa. Ông già này ông có hình cái lưng bị rù á. Bị rù à? Ừ. Khòm cái, nghĩa là khòm cái lưng có cục nhu lên. Ê. Sao? Ông già đến gốc xài. Ở ngoài á, gốc xài. Ngoài á. Bị gù phải không? Đúng rồi, đúng gù. Ủa đâu rồi? Mới thấy ông đứng trên gốc xài ông nhìn vô là ông nội. Dạ. Ở đứng gốc xài đó, ông đứng đó ông nhìn vô đó. Đâu rồi, tao đi đặng cái. Nè nè. Nhanh nè, nhanh nè. Nam Mô A Di Đà Phật, thì con không biết ông là cái sự hiện diện của ông từ trước nay, thì con cũng hai cháu cũng nghe kể là về người phụ nữ đây thôi. Hai của cháu cũng chưa có nghe đến cái sự việc gì đó mà có ông, cho nên hai cậu cháu đến đây gì trận. Ê, trời, trời, trời. Đây. Giết luôn, ngày thở cũng chết luôn. Bả kìa, nằm võng luôn à. Còn mấy cái nhang rồi à, đâu biết đâu lương cầm à, đâu rồi trời, lui luôn chết đi, đi sợ nó nhúng thấy vậy. Đâu rồi trời, ban đêm dễ kiếm lắm, ngày khó. Mấy nhang rồi. Ở đây nè. Sợ chế bậy chứ gì. Còn không thấy đâu. Mất rồi. Đi nhà cả nhà. Đi đây nè. Rõ ràng vừa thấy ba. Ê. Đi cái bình nè, bình nè.
Ê, kìa 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 kìa. Bọc đồ cúng. Nhìn cái bình nữa nha. Để đây luôn. Bọn cúng máy nó luôn. Vậy sao? Tôi vậy chả biết trong đó sao. cúng trong hay Bình chứ về sao vô cúng bà cho bà thấy luôn đi. Ok. Cúng vô chỗ nãy á. Ừ, nghe đây phải không? Ở lấy nhang vô kìa. Lấy đồ qua kia được rồi. Lấy bình tích đi vô đúng không? À, lấy ra. Bấm cắm vậy luôn. Quăng cái bọc cho cái bao qua bên đi. Cái bao phần đó. Nặng gì vậy? Quay cũng rộng nha. Hả? Cũng rộng cho nó rộng. À, rộng quá sợ mờ thế. Cài được. Cái gì? Bị ăn cắn ngăn rồi. Trời. Cho cái nhà thấy đi. Rồi. Cái này là cái bọc còn nguyên, bánh còn nguyên nhưng mà bị cắn xé ra hàng nửa cái bánh này cả nhà thấy không? Mình biết nó vậy hay sao mình không rành. Nhưng mà thấy cái dấu hiệu là cái này do để cho, để trong ba lô mà đâu có chỗ cắn gì được. Ừ. Để tôi lấy ra từ cái đâu thấy cái chỗ này. Đó mà. Ừ, như vậy đó. Thôi ngồi đây không thấy. Bánh bể chưa? Kì vậy? Ừ. Tôi lấy con si không à? Ok. Ok đi. Lần đầu tiên mình mang trong đời cúng một cái bình. Thế bà muốn cúng cái đó. 7 cây luôn. Nam mô Di Phật. Thì giờ hai cô giáo con đang soạn đồ cúng kiến. Ông bà thì giờ ông bà linh thiêng á thì ông bà đến nhận đi. Tụi con thì trước. Ê. Gì? Cái sao? Cái gì? Ê, cái. Ê. Nhìn vô kìa. Nam mô Di Phật. Trời. Ê. Đi đi đi. Ơi. Bơi. Ôi trời. Ơi, cái mặt bá như sình vậy kìa. Ừ. Thôi, bây giờ Di Phật chào bà. Bây giờ con cúng đây bà lên đường nha. Đi. Nam mô Phật. Ơi, bỏ biết lại. Ê. Chạy đi. Mặt bá như sình vô đâu ghê quá hả? Ơi. Đi 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 đ